Thưa quý vị và các đồng chí, trong năm 2018, công tác tổ chức xây dựng đảng luôn được Đảng bộ thành phố Vũng Tàu quan tâm lãnh đạo chỉ đạo và xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng đảng. Các cơ quan tham mưu trong lĩnh vực tổ chức xây dựng đảng đã cùng với các cấp ủy đảng bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh ủy, thành ủy, chủ động nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, tạo tiền đề quan trọng cho công tác xây dựng đảng của thành phố thời gian tới. Đảng bộ thành phố Vũng Tàu hiện có 74 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó có 23 đảng bộ cơ sở và 51 chi bộ cơ sở, với tổng số 11.138 đảng viên. Xác định công tác tổ chức xây dựng đảng là nhiệm vụ trọng tâm then chốt. Trong năm 2018, Ban Thường vụ Thành ủy đã bám sát các nội dung theo chương trình, kế hoạch công tác năm và các thông báo kết luận của Trung ương, tỉnh ủy để lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc triển khai thực hiện. Song song đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã mạnh dạn, chủ động áp dụng nhiều mô hình, giải pháp trong công tác tổ chức cán bộ, công tác xây dựng đảng, kết nạp đảng viên. Theo đó, năm 2018, Thành ủy Vũng Tàu đã hoàn thành nhiều nội dung công việc quan trọng như triển khai và hoàn thành đề án sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố và Ban Tuyên giáo Thành ủy, đề án sắp xếp, tổ chức bộ máy hoạt động Hội Nông dân thành phố và các phường trên địa bàn thành phố, đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội thành phố, thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức theo nghị quyết số 39, tăng cường công tác thành lập tổ chức đảng và kết nạp đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Một trong những điểm nhấn của công tác xây dựng đảng ở thành phố Vũng Tàu là việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Thời gian qua, Đảng bộ thành phố đã tập trung củng cố đội ngũ cán bộ các phòng, ban, cơ quan đơn vị và các phường, xã. Đặc biệt, đã mạnh dạn điều động, luân chuyển các đồng chí lãnh đạo, quản lý về các đơn vị là điểm nóng, trọng điểm thuộc các lĩnh vực quản lý đô thị, tài nguyên môi trường. Đồng thời, tăng cường và siết chặt kỷ luật kỷ cương trong đảng và bộ máy chính quyền, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có tinh thần trách nhiệm cao và đảm bảo năng lực công tác, kịp thời sàng lọc, đào thải những cán bộ công chức yếu kém, thiếu tinh thần trách nhiệm, kiên quyết thay thế người đứng đầu nếu không hoàn thành tốt công việc. Từ sau Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, đã có 30 cán bộ được điều động, bổ nhiệm và luân chuyển từ thành phố về phường xã và ngược lại. Công tác phát triển đảng viên nhằm tạo ra những hạt nhân, nhân tố tích cực để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được đặc biệt quan tâm. Năm 2018, Đảng bộ thành phố Vũng Tàu đã phát triển được 345 đảng viên, đạt 117% chỉ tiêu, tăng hơn 40% so với năm 2017. Trong đó có 50 đảng viên thuộc doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Trong quá trình tổ chức thực hiện thì Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành rất nhiều cái nghị quyết, kế hoạch, thư ngõ để đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục. Và chúng tôi đánh giá cao cái vai trò của các đồng chí bí thư chi bộ, của chi ủy trực thuộc đảng ủy. Các đồng chí rất là chịu khó điều bám, tuyên truyền vận động và được sự đồng thuận của các doanh nghiệp. Trách nhiệm của các đồng chí bí thư chi bộ thì công tác kết nạp đảng, thành lập chi bộ đã đạt được cái chỉ tiêu mà đảng ủy, thành ủy đã đề ra. Tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Thành ủy Vũng Tàu, các vấn đề về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức và phát triển đảng viên được quan tâm sâu sắc. Trên cơ sở tổng kết thực tiễn, các tổ chức cơ sở đảng đã có những ý kiến thảo luận xung quanh vấn đề này. Về công tác tạo nguồn, bồi dưỡng phát triển đảng viên, Đảng bộ phường 5 thành phố Vũng Tàu đặc biệt chú trọng đến lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, lực lượng trẻ ở khu phố nhằm góp phần trẻ hóa, tạo nguồn cán bộ kế cận cho các tổ chức đảng. Trong năm 2018, phường đã kết nạp được 19 đảng viên mới. Trên cơ sở phân tích thực tiễn địa bàn, Đảng ủy phường đề xuất bài học kinh nghiệm cho công tác phát triển đảng viên. Việc xây dựng kế hoạch tạo nguồn phát triển đảng viên phải cụ thể, sát với tình hình thực tế, thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các cơ sở trong công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên, phát huy vai trò, trách nhiệm và sự đồng thuận của các tổ chức chính trị xã hội trong việc phát triển đảng viên ở khu phố, lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên.
chú trọng quan tâm lãnh đạo đổi mới các nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, các đoàn thể ở cơ sở để thu hút đoàn viên, hội viên vào sinh hoạt, nhằm qua đó phát hiện những quần chúng ưu tú có nguyện vọng đứng trong hàng ngũ đảng để giới thiệu cho chi bộ, bồi dưỡng, giúp đỡ, xem xét kết nạp vào đảng. Cấp ủy các cấp cần đưa nội dung về kiểm tra, giám sát việc kết nạp đảng viên ở khu phố, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc vào chương trình kiểm tra giám sát hàng năm. Năm 2019 là năm có ý nghĩa then chốt trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 6, đảm bảo hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, chính trị, quốc phòng, an ninh của thành phố nhiệm kỳ 2015-2020. Phó Bí thư Thành ủy Vũng Tàu nhấn mạnh, bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được, nhìn lại công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2018 của Đảng bộ thành phố còn có những mặt hạn chế tồn tại như một số cấp ủy đảng chưa thực sự quyết liệt trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, chất lượng việc triển khai học tập các nghị quyết, chỉ thị của trung ương, tỉnh, thành phố còn chưa thực sự hiệu quả, chất lượng sinh hoạt chi bộ còn thấp, công tác tạo nguồn phát triển đảng viên còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là ở khu phố, thôn. Việc nắm bắt tư tưởng chính trị trong bộ phận cán bộ đảng viên còn gặp khó khăn. Cán bộ, công chức, đảng viên bị xử lý kỷ luật do thiếu trách nhiệm, chưa thực hiện tốt nhiệm vụ vẫn còn xảy ra. Công tác cải cách hành chính trong đảng vẫn còn chậm. Đây thực sự là những vấn đề cấp bách đang đặt ra đối với Đảng bộ thành phố trong công tác tổ chức xây dựng đảng hiện nay. Trên cơ sở đó, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị để năm 2019, thành phố có bước phát triển đột phá và sớm hoàn thành các mục tiêu của nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020. Ban tổ chức Thành ủy và các cấp ủy đảng tiếp tục tham mưu thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chương trình hành động của tỉnh ủy, thành ủy về thực hiện nghị quyết 18, nghị quyết 19 của Trung ương, nghị quyết 39 và kết luận số 17 của Bộ Chính trị về tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức, cơ quan, đơn vị và xây dựng đề án, phương án sáp nhập, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy. Ban tổ chức Thành ủy, Ban tuyên giáo Thành ủy, Phòng nội vụ thành phố, các cấp ủy đảng tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng, chất lượng, số lượng, cơ cấu cán bộ, công chức của thành phố và cơ sở để triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2019. Các cấp ủy đảng phối hợp với chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội thành phố tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ công chức. Trong năm 2019, các cấp ủy đảng phải chủ động đề ra giải pháp cụ thể để đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên ở khu phố thôn, tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch số 243 của Thành ủy về phát động thực hiện phong trào đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên là vấn đề có tính quy luật, là tất yếu khách quan trong công tác xây dựng đảng. Trước yêu cầu công tác xây dựng đảng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Thành ủy Vũng Tàu tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo các cơ sở đảng chấp hành nghiêm các nguyên tắc, chế độ quy định của tổ chức cơ sở đảng, chăm lo xây dựng và củng cố mối đoàn kết trong cấp ủy, giữa cấp ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị nhằm tạo sự đoàn kết, thống nhất, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Thưa quý vị và các đồng chí, trong những năm gần đây, các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng đổi mới, sáng tạo, đặc biệt là bước đầu đã sử dụng khoa học kỹ thuật linh hoạt trong đấu tranh phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, tiêu biểu như các mô hình camera giám sát an ninh. Trong tiết mục dân vận khéo kỳ này, mời quý vị và các đồng chí theo dõi ghi nhận về hiệu quả thực hiện mô hình camera giám sát an ninh trên địa bàn phường 10 thành phố Vũng Tàu. Trước tình hình trật tự an toàn xã hội ngày càng phức tạp, các loại tội phạm hoạt động với nhiều thủ đoạn tinh vi, lực lượng công an phường 10 thành phố Vũng Tàu đã tham mưu Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường triển khai mô hình camera giám sát an ninh.
Trong thời gian vừa qua thì tình hình tội phạm diễn ra hết sức phức tạp, trong đó chủ yếu là tội phạm trộm cắp nhà dân. Thì trước tình hình đó thì Ban Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo nhiều cái biện pháp làm kìm hãm tội phạm, trong đó có một biện pháp đạt được hiệu quả cao, đó là cái xây dựng hệ thống camera an ninh giám sát phòng chống tội phạm. Chúng tôi đã tiến hành làm việc cùng với ban điều hành các khu phố để huy động người dân, vận động người dân hỗ trợ lắp đặt nhiều hệ thống camera trên các tuyến đường. Nhằm tạo sự đồng thuận của bà con nhân dân, lực lượng công an, ban điều hành các khu phố đã đến từng ngõ, gõ từng nhà dân để tuyên truyền, vận động. Nhận thấy lợi ích thiết thực mà mô hình mang đến, hầu hết các hộ dân trên địa bàn đều nhiệt tình hưởng ứng và tự nguyện đóng góp tiền để lắp đặt camera. Gia đình chúng tôi thì là thực sự ra thì coi như là về vấn đề này, về chúng tôi thì hoàn toàn ủng hộ đóng góp để xây dựng về vấn đề là để lắp hệ thống camera này, rồi tham gia trực là tự giác cái trực trong cái tổ là tự quản, để tham gia liên gia đi ra tự quản thì chúng tôi cũng tích cực trong gia đình, là cũng vận động dân dân xung quanh hàng xóm là có những cũng tích cực để thực hiện cái việc đó. Qua công tác vận động, nhân dân trên địa bàn phường đã đóng góp được gần 1 tỷ đồng. Số tiền này dùng để lắp 216 chiếc camera an ninh ở 9 tuyến đường trên địa bàn. Ngoài ra, ở một số hộ gia đình, cơ quan, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn phường tự trang bị hệ thống camera giám sát an ninh. Sau khi lắp đặt camera, hệ thống dữ liệu ghi lại không chỉ được truyền dẫn về công an phường và ban điều hành khu phố, mà còn được kết nối với các gia đình trong khu phố thông qua những chiếc điện thoại thông minh, máy tính, tạo thành một hệ thống giám sát an ninh trật tự đồng bộ. Từ khi đưa hệ thống camera giám sát về an ninh trật tự giao vận hành, đã đạt được rất nhiều kết quả trong công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm. Đã có 22 trường hợp trộm cắp cùng nhiều vụ việc đánh nhau được các mắt thần ghi lại và giúp lực lượng chức năng nhanh chóng phát giác tội phạm. Qua cái thời gian lắp camera thì chúng tôi theo dõi thì cái trộm cắp lặt vặt không còn nữa. Bắt chó gọi là sáng ra đi bắt chó có thứ không còn nữa. Hầu như về an ninh trật tự so với trước với bây giờ là biến chuyển rất nhiều. Tuyến đường số 4 thuộc khu đội 2, khu phố 4, trước đây tình hình an ninh bất ổn, nhất là tình trạng ăn cắp vặt. Từ khi được lắp 5 chiếc camera giám sát, tình trạng trộm cắp giảm hẳn, bà con rất yên tâm và phấn khởi. Từ ngày mà tổ khu phố lắp camera an ninh thì tình hình an ninh trật tự nó tốt hơn rất nhiều. Mọi người đều chấp hành đi và tệ nạn nó cũng đỡ đi giảm đi rất nhiều. Ở khu phố nên bà con cũng yên tâm, mà phong trào ở khu phố thì bà con cũng rất là hưởng nhiệt tình và tham gia coi là trạm gác khu phố chốt an ninh. Dân phòng của tự khu phố lập ra cho nên là mọi người rất là hưởng nhiệt tình. Từ hiệu quả đạt được, ban vận động phường 10 thành phố Vũng Tàu tiếp tục tuyên truyền vận động người dân đóng góp kinh phí lắp đặt thêm camera giám sát ở những tuyến đường còn lại trên địa bàn phường. Ngoài ra, công an phường còn vận động các hộ dân, doanh nghiệp, các chủ phòng trọ trên địa bàn phường tự lắp đặt thêm 40 camera để phòng ngừa trộm cắp tài sản tại các nhà dân, khu nhà trọ. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến người dân về cái ý nghĩa, tầm quan trọng và cái hiệu quả của hệ thống camera an ninh giám sát, thì để cho người dân nhận thấy được cái tình hình, nhận thấy được cái lợi ích đó mà người dân đã ủng hộ cho lực lượng công an, chính quyền địa phương xây dựng nhiều các mắt camera trên toàn bộ tuyến đường của phường 10. Từ những mắt thần được kết nối internet tốc độ cao cùng với hệ thống camera quan sát tại các tuyến phố, hộ gia đình và cơ quan, doanh nghiệp, trường học đóng trên địa bàn, góp phần giúp cho việc giám sát tình hình an ninh trật tự được hiệu quả. Đặc biệt, từ hình ảnh được các camera ghi nhận và truyền về máy chủ, giúp lực lượng công an giám sát để nắm rõ đặc điểm nhận dạng, thủ đoạn, phương tiện của các đối tượng vi phạm pháp luật, trích xuất hình ảnh, làm bằng chứng, tư liệu phục vụ công tác điều tra tội phạm. Có thể thấy mô hình camera an ninh tại cộng đồng dân cư ở phường 10 đã và đang phát huy hiệu quả trong công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đồng thời phát huy được nội lực của toàn xã hội trong việc tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, được nhân dân hết sức đồng tình ủng hộ. Đây thực sự là một biện pháp phòng ngừa đạt hiệu quả cao, rất cần được tổng kết, rút kinh nghiệm để nhân rộng trong thời gian tới. Quý vị và các đồng chí vừa theo dõi chương trình xây dựng đảng của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình được phát sóng vào lúc 20:40 thứ Tư tuần thứ Hai tuần thứ Tư của tháng, phát lại vào lúc 7:40 thứ Sáu cùng tuần.
Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các đồng chí và quý vị. Xin kính chào tạm biệt.